Một mẹ gọt bữa siêu xịn mà mấy bạn nên biết để mời khách mùa Tết này. Bưởi thì mình chọn loại vỏ căng bóng, cầm nặng tay. Ở Bách Hóa Xanh Online thì hiện đang có rất là nhiều loại, từ bưởi da xanh, bưởi diễn, bưởi năm roi. Nay mình chọn loại bưởi da xanh. Loại bưởi này thì có đặc điểm là ruột đổ hồng, ngọt thanh và mọng nước. Mình sẽ cắt một nửa và khéo léo dùng muỗng nhỏ, đầu nhọn để tách vỏ bưởi ra. Phần vỏ bưởi thì mình sẽ thường giữ lại nấu với bột kết để gội đầu. Và phần ruột còn lại thì chúng mình chỉ cần tách vỏ, bỏ hạt cho sạch và xếp ngược lại vào trái bưởi cho thật là đẹp. Như vậy là xong rồi nha. Bưởi là một trong những loại trái cây chứa nhiều vitamin C nhất và cũng cực kỳ ít calo nên rất tốt cho tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân. Ngoài ra thì còn có công dụng trị rụng và mọc tóc rất là tốt. Tết này thì mọi người hãy thử gọt bưởi kiểu này, đảm bảo khách nào đến nhà thì cũng sẽ trầm trồ cho mà xem.